ngày 4 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Đặng Quốc Huy, sinh năm 2000, Châu Tuấn Kiệt, sinh năm 2003, Sơn Nguyễn Hoàng Minh, Ngô Thành Trung, cùng sinh năm 2000, cùng ngụ thành phố Thủ Đức và 6 người khác để điều tra về hành vi dùng súng bắn người gây thương tích. Trước đó, sáng ngày 2 tháng 11, một người phụ nữ đang ngồi trong quán nhậu ở phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cùng một số người bạn thì bất ngờ bị một nhóm người đi xe ô tô tới quán cầm súng bắn nhiều phát, khiến người phụ nữ bị trúng đạn. Gây án xong, nhóm người này tẩu thoát. Công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu giữ đầu đạn. Qua truy xét, công an đã bắt được Huy cùng 9 người khác. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tiền bạc.